Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình đọc truyện Nhân Quả Đêm Khuya trên kênh TikTok Thích Ngộ Phương. Giọng đọc cư sĩ Phúc An. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhân gian có ải sắc tình, người ta mang nhục thân bôn tẩu giữa trốn hồng trần thì không thể tránh khỏi việc khởi tâm sắc dục. Chúng ta thường cho rằng dâm niệm nổi lên mà chưa phạm lỗi, trên thực tế thì không có tội, hoặc là tội cũng rất nhẹ. Tuy nhiên thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Triều nhà Minh có một người tên là Lã Thanh, chết đi sau đó sống lại. Ông đã chuyển lời của một viên quan Quải Âm tới nhân gian như sau: con người chỉ cần động niệm tà dâm thì đã là lỗi lớn. Vị thần chuyên quản lý chuyện này nếu không ghi chép đúng sự thật, che giấu đi hoặc bỏ sót lỗi không báo cáo, thế thì ngay cả vị thần đó cũng chịu trách nhiệm liên đới, đều là lỗi lớn. Điều đó có nghĩa là tâm sắc dục phải khởi lên thì đã là tội lỗi lớn rồi. Thượng thiên minh giám sẽ cắt giảm phúc báo, nghiệp báo cũng theo đó mà đến. Hóa giải dâm dục, giữ được công danh. Cuối thời nhà Thanh, có một cử nhân lên kinh thành dự thi. Đêm đến, anh trọ một khách sạn trong làng, và chủ khách sạn là một thiếu phụ chồng mới qua đời. Không may hôm đó tuyết rơi dày, đường bị tuyết bít kín, không thể nào đi được. Cử nhân nọ lòng như lửa đốt, nhưng không biết làm thế nào, đành phải lưu lại điền mấy ngày, đợi khi đường thông rồi mới tiếp tục hành trình. Chàng cử nhân là người cao lớn tuấn tú, bà chủ lại là một phụ nữ xinh đẹp yêu kiều, say đắm lòng người. Cô nam quả nữ cả ngày nhìn nhau, ai nấy đều có cảm tình. Mấy ngày sau, trong tâm ai nấy đều bứt rứt nghĩ loạn. Sau khi trong tâm nổi lên dâm niệm, chàng cử nhân chậm rãi bước về phía phòng trước quả phụ, muốn giơ tay gõ cửa, trong tâm bỗng hiện lên một niệm đầu: không được, mình là người đọc sách thánh hiền, là đi thi trạng nguyên, hành động này là phạm giới dâm, e rằng trên thiên đình sẽ xóa tên mình quay lại thôi. Anh vừa đi thì bà chủ cũng nổi lên niệm đầu, muốn đến tìm anh. Vừa ra khỏi cửa, thiếu phụ thầm nghĩ: mình làm gì thế này? Không được, mình là quả phụ, chồng mới qua đời, mình nên thủ tiết mới đúng. Sao có thể thấy người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú lại quên bổn phận phạm tội tà dâm sẽ bị xuống địa ngục quay lại thôi? Quả phụ nghĩ đến đó bất giác toát mồ hôi lạnh, vội vàng trở về phòng. Sau khi chàng cử nhân trở về phòng, lửa dục lại cháy bùng lên, không chịu nổi giày vò. Chàng lại lần nữa đến trước cửa phòng bà chủ, giơ tay gõ cửa. Quả phụ nghe thấy bước ra. Khi sắp mở cửa thì chàng cử nhân chột dạ, lại lặng lẽ lẻn về, bởi vì một niệm đạo đức lương tri. Trong tâm chàng đã chiến thắng dâm niệm, sợ phạm tội tà dâm sẽ bị cắt mất công danh. Thời xưa coi trọng lễ nghi, việc gì cũng xuất phát bởi tình cảm, dừng lại bởi lễ. Người xưa khuyên rằng, cho dù bạn học vấn rất cao, trong mệnh chú định sẽ đổ trạng nguyên, nhưng nếu phạm tội ác, phạm giới dâm thì thiên đình ắt sẽ trừng phạt, danh phận trạng nguyên sẽ bị tước bỏ. Do đó khi thiếu phụ sắp mở cửa thì chàng cử nhân vội vàng quay đầu trở về. Nhưng người quả phụ trong lòng đã rõ nên đi theo sau, đến gõ cửa phòng chàng. Tuy nhiên ngay sau đó trong tâm nàng lại giằng xé khôn nguôi. Nội tâm nói với nàng rằng, cần phải giữ tiết tháo, không được đánh mất danh tiết, sẽ bị người đời coi thường và thóa mạ. Do đó vừa gõ cửa phòng xong, liền lập tức tránh ngay, quay đầu trở về. Hai người cứ như thế, đi đi lại lại mấy lần, bị lôi kéo giằng xé giữa đạo đức và dục vọng, mãi không dứt. Cuối cùng chàng cử nhân ra mở cửa, hai người đối diện nhìn nhau, bỗng chốc lửa dục bùng cháy khó cưỡng nổi, nhưng lại bị lý trí chế ước không dám làm bừa. Hai người do dự không dám hành động, cũng không biết tiếp theo sẽ phải đối đãi ra sao.
Đúng lúc đang do dự như thế thì trên không trung bỗng vọng lên một giọng nói rất phẫn nộ. Hai người đang làm gì vậy? Muốn làm lại không làm? Rốt cuộc là muốn thế nào? Các ngươi làm cho sổ công tội của ta gạch xóa nát bét rồi, khiến ta mệt quá. Tiếng nói vừa dứt thì từ trên không trung quăng xuống một vật. Hai người nghe thấy tiếng nói như sét đánh ngang tai này thì sợ quá, toàn thân run lẩy bẩy, lửa dục tiêu tan, thanh tịnh trở lại, vội vàng nhặt vật kia lên xem thì ra đó là một quyển sổ công tội. Trên đó ghi chép rành mạch tên của hai người. Người nam là Trạng Nguyên năm nay phạm giới dâm bị cắt công danh, dòng chữ này bị gạch chéo. Người nữ là quả phụ thủ tiết sau khi chết được thăng lên thiên đàng, hiện nay phạm tội dâm, dòng chữ này cũng bị gạch chéo. Xem tiếp thấy có viết không phạm tội rồi lại bị gạch chéo. Lại xem tiếp thấy có viết phạm tội rồi lại bị gạch chéo. Sau đó lại thấy viết không phạm tội rồi bị gạch chéo. Lại thấy viết phạm tội rồi bị gạch chéo. Quyển sổ công tội này cứ viết viết rồi lại gạch gạch, xóa xóa lem nhem hết cả. Hai người thấy vậy thì trong lòng kinh sợ lắm, nửa dục vọng tắt ngấm, vội vàng ai về phòng người ấy. Từ đó trở đi không dám khởi dâm niệm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Lời dạy Phật trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Chỉ một ý niệm bạn khởi lên là đã có người biết. Ý niệm của bạn thiện lành hay điều ác đều có quan thần ghi chép rất công minh. Đừng nghĩ rằng chỉ có mình biết và không ai biết là không phạm tội. Bạn thử nghĩ, nếu bạn mặc một bộ đồ sexy đi trên đường phố, liệu bạn có phạm tội không? Xin chúc các bạn sâu giấc và tri âm tác giả bài viết Nam Mô A Di Đà Phật.